within, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sun. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sun flashed out its warning in the words that it was for man, and the words of the prophets are written on the sun. Quý vị và các bạn lại đang được tham khảo và trải nghiệm chiếc máy quay là một trong những tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ, với cặp loa Antech 846A Valenkia sở hữu cấu hình rất là to lớn, tương đương như là hai cái tủ lạnh chiếc máy quay, và được thể hiện một phong cách rất là sang trọng đi kèm theo chất âm. Chúng ta có thể thấy được trong đoạn nhạc quen thuộc này với lời hát và từng tiếng đàn thể hiện ở mức độ chi tiết nhất trên cặp Antech 846A Valenkia xanh ngọc quý hiếm đến từ USA. Đây là một trong những dòng loa sở hữu chất âm của giới sành nghe nhất và thưởng thức theo phong cách của những dòng nhạc high-end trên thị trường audio. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Cách đây một ít hôm thì tôi cũng lên sóng một vài cặp Antech 846. Toàn bộ những cặp loa đều được tuyển chọn đẹp xuất sắc trước máy quay. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo chi tiết trước tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ USA. Sở hữu phần thùng gỗ nạ còn đang rất mới. Chúng ta có thể thấy được rõ phần thùng gỗ còn đang vàng tươi, chưa bị bạc màu qua thời gian và cũng không bị chảy xước cũng như là móp méo trên bất kỳ góc cạnh nào của cặp Antech 846A Valenkia. Model trong đầu 846 đứng hạng nhất của hãng Antech về cấu hình, độ đẹp và độ sang trọng cũng như là chất âm. Sở hữu chiều cao cả chân 85 và nó có chiều ngang 68 cm, hậu sâu tới trên 40. Với trọng lượng của cặp loa này, nó rơi vào khoảng tầm trên 80 kg, khoảng 90 kg trên cặp Antech 846A Valenkia, và sở hữu độ nhạy cao tới 100 dB trên trở kháng 8 ohm, cực kỳ là dễ phối ghép âm ly. Chúng ta thấy rằng tất cả phần thùng gỗ được thiết kế và thể hiện theo phong cách của Tây Âu, rất đẹp. Vẫn được tạo các gờ chỉ và điểm nhấn trên phần mặt trước cũng như là phía hai bên hông. Chúng ta thấy rằng nó được trang bị đua về phía trước rất đẹp và được muốt cạnh phía bên dưới cũng như là phía hai hông trên cặp Antech 846. Các điểm nhấn tuy nhiên chúng ta nhìn rất đơn thuần nhưng quý vị vẫn thấy được sự thể hiện sang trọng và được luyến náy trên từng chi tiết nhỏ nhất của cặp loa nổi tiếng này. Với phần thùng được đóng toàn bộ bằng thùng, chúng ta thấy rằng kể cả mặt trước của nó là thùng gỗ thông rất đẹp và được phủ sơn màu xám xanh ngọc. Với thiết kế một bát súp đường kính 40 cm, sở hữu gân vải xếp tòm dầu siêu bền cũng là siêu mềm. Chúng ta thấy rằng nguyên bát súp của dòng loa này chỉ cần hơi chạm nhẹ cái tay nó đã đung đưa rất là mềm.
Bởi vậy nó mang lại cho tiếng bass cực kỳ là mềm và dễ chịu ở mọi thể loại nhạc và mọi chế độ mở. Với toàn thân của nó là xương đúc và củ bass xanh ngọc, lam châm từ ống bơ nổi tiếng nhất của hãng Antech đến từ USA, được thiết kế trên đôi bass Sub 40 với củ bass 816. Chúng ta thấy rằng nó còn rất đẹp. Nguyên gân của nó chúng ta có thể dùng tới nhiều năm hoàn toàn không lo vấn đề hỏng gân. Và phần bên trên của 846A Valencia này được thiết kế một quả kèn gang siêu khủng. Đây là một quả kèn gang 4 lỗ. Chúng ta thấy rằng cái tiếng của nó rất hay, nổi tiếng nhất của hãng Antech, với đường kính ngang 48 x 25cm và nó có chiều sâu tới trên 40 phân, gần tới 50 phân trên quả kèn siêu khủng này. Vẫn nam châm từ ống bơ nổi tiếng của hãng Antech Nam Sinh, được trang bị trên model 846A Valencia. Như vậy tổng thể chúng ta có thể thấy được cặp loa có trọng lượng nặng tới hàng 100kg. Và với công suất được thiết kế theo chế độ AutoWatt, tiếng của nó rất là lớn và hoàn toàn sẽ không ăn công suất của âm ni. Độ nhạy cao tới 100dB, trở kháng 8 ohm trên model Antech 846 đã rất nổi tiếng. Với phong cách chơi nhạc, nó có thể chơi được các dòng nhạc từ những thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình, kể cả quý vị có thể chơi với đầu cối. Cái tiếng nhân hóa của đôi họng kèn gang 4 lỗ này nó sẽ gấp nhiều lần những cặp loa pi cổ và cũng khá là đắt đỏ. Bởi vậy chúng ta mới thấy được độ nhạy cao cũng như là đẳng cấp của Antech đã quá nổi tiếng về đôi kèn gang. Tôi lưu ý với quý vị rằng những cái kèn dòi này và củ bát dòi ở thị trường đã rất là đắt đỏ và đi kèm theo nguyên đồng bộ của nó trên cặp Antech này, tất cả các thiết bị của nó rất là giá trị và nó thể hiện được đa dạng từ nhạc vàng, nhạc bolero hay trữ tình hay hòa tấu hay thậm chí là remix, hay một số anh em trên những model loa này với cái họng kèn khủng này và quả bát súp lớn trên cái thùng rất lớn, chúng ta cũng có thể đá sang karaoke với chất âm của nó rất hay. Nào, tuy nhiên không phải, tôi lưu ý với quý vị rằng không phải là thiết kế chuyên nghiệp cho karaoke, nhưng với cấu hình của những cái kèn siêu khủng lớn như thế này, nó mang lại cho giải trung âm cực kỳ là chuyên nghiệp. Bởi vậy khi chúng ta hát sẽ thấy được cái trải nghiệm khác biệt với bốt và tiếng của nó lớn hơn rất là nhiều. Kèm theo uy lực khá là mạnh mẽ của Antech 846 mang lại cho model loa này một trong những chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Phía sau lưng của nó là một volume điều chỉnh cho giải trung âm cũng như là giải check, cặp loa rất là to. Tôi sẽ không quay phía sau lưng nữa, chúng ta nhìn tổng thể lại một lần nữa với Antech 846A Valencia xanh ngọc quý hiếm đến từ USA, một trong những cặp loa còn đẹp tới 90-95%. Nó có thể so đọ với bất kỳ cặp loa nào được gọi rằng đẹp. Quý vị có thể so sánh từng chi tiết nhỏ nhất trên cặp loa này. Và với đẳng cấp thể hiện âm nhạc thì chúng ta cũng đã thấy rõ nó đã rất là nổi tiếng rồi. Bây giờ tôi sẽ lướt lại một vài thể loại nhạc nữa để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như là trải nghiệm cấu hình và chất âm của cặp loa nổi tiếng đến từ USA. Đây là những dòng loa sở hữu chất âm hạng sang cũng như là cấu hình và thương hiệu dành cho những anh em sành nghe và khó tính nhất trên thị trường audio. Với đoạn nhạc tiếp theo, tôi mời quý vị cùng trải nghiệm một chút uy lực mạnh mẽ đi ạ. Và sau đó chúng ta lại quay trở lại với những thể loại nhạc bolero và nhạc trữ tình theo những bản test thông thường cùng những bài hát quen thuộc cho quý vị cùng so sánh và trải nghiệm trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Trải nghiệm độ rung động của căn phòng khi mà tiếng trầm được lên tiếng rất mạnh.
không biết nhảy, đang biết nhảy, 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 nhảy. Quý vị trải nghiệm và thấy rõ rằng uy lực của những cặp loa lớn này nó thể hiện với tiếng trầm rất là mạnh mẽ và nghe nó rất là dễ chịu, hoàn toàn sẽ không có khái niệm là bị tức ngực hay là bị mệt lỗ tai, dù rằng quý vị có nghe 24/24 đi chăng nữa. Đây cũng là đẳng cấp và phong cách thể hiện của dòng loa nổi tiếng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy được nó thể hiện chi tiết tới từng tiếng nhạc cụ và từng lời hát trên cặp Antec 846A Valencia xanh ngọc quý hiếm đến từ USA. Bây giờ tôi lại nướt lại một bản nhạc cũng quen thuộc nữa và chúng ta lại cùng thưởng thức. Nó sẽ thể hiện chi tiết tới từng hơi thở của ca sĩ và từng nốt nhạc trên sự thể hiện của cặp loa có độ nhạy cao 100 dB. Quý vị, dù rằng thưởng thức qua điện thoại đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn cố gắng lắng nghe. Ở cự ly mà tôi đang ngồi trước máy quay ở đây thì chúng ta có thể thấy được mức độ chân thực nó tới từng nốt nhạc. Nó không khác nào mà chúng ta đang được ngồi trước một sân khấu hay một khán đài và được thưởng thức những cái lời hát và những cái tiếng đàn sống động nhất trên sự thể hiện của cặp loa này. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa. Đó, từng nốt nhạc và kể cả từ giọng gì lấy hơi của ca sĩ. Với họng kèn gang được thiết kế nhân hóa đến gấp nhiều lần so với tín hiệu gấp thông thường. Đây là sự lợi hại của Antec kèn gang của thương đủ. Màu áo trắng tan chiều hoa áo tung tăng. Tình bao năm thấm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu mà thấm từng câu từng chữ và từng nốt nhạc của sự thể hiện với Antec Nan Sinh 846A Valencia. Bây giờ tôi lại mời quý vị thưởng thức với một đoạn nhạc cuối cùng rất là quen thuộc nữa. Và sự thể hiện của cặp loa này sẽ cho quý vị một trải nghiệm cực kỳ là thú vị cho những đôi tai sành nghe và khó tính nhất. Như với những bản nhạc quen thuộc, tôi hay test thường lệ trên kênh YouTube cũng như là Facebook của Toàn Audio Nam Định 0966866552.